Thì xin nhắc lại tuy rằng có mấy người, nhưng mà tiếc rằng quý vị đó không hiểu. Trong lúc này á, mỗi lần mà gặp thầy á, mà mỗi lần có cái lợi ích rất lớn. Các thầy sẽ đọc lại trong kinh Trung Bộ, cái đoạn mà kinh mà Đức Phật dạy khi mà Đức Phật khổ hạnh, cho đến khi mà Đức Phật đứng dậy không có nổi, ăn ít quá, rồi Đức Phật mới nằm đó mà suy nghĩ. Nếu mà chúng ta ly dục lý ác pháp thì đi con đường này thì chúng ta mới chứng đạt. Do đó thì Đức Phật nói bây giờ ở cái sức khỏe chúng ta phải được bình phục lại thì chắc tôi mới được. Vì vậy mà Đức Phật ăn uống trở lại, ăn không có ăn ít như trước nữa. Khi mà cơ thể nó được bình phục, trở lại, thì trong 49 ngày với cội bồ đề, người ta cứ ngỡ tưởng là Đức Phật sẽ ngồi nó không ăn uống. Điều đó sai, đã ăn uống trở lại mà. Chúng ta phải hiểu, có nhiều người hiểu lầm được chưa? Rồi người ta nghĩ rằng Đức Phật không có ngủ, nó ngủ si cho nên không có giấc ngủ. Thì trong đó, trong cái bài kinh đó có một vị ngoại đạo hỏi Đức Phật, có ngủ không? Đức Phật nó có ngủ. Rồi vị ngoại đạo nó ngủ như vậy là si sao? Đức Phật nói si như thế này, nó có ba cái lậu hoặc dục lậu khởi lên mà chúng ta không diệt nó, đó là si. Vô minh lậu khởi lên là chúng ta không hiểu cho nên chúng ta không diệt nó là si. Dục lậu, ngũ lậu, những cái cũng như, ví dụ như Đức Phật có cái bình bát mà có người để xin mà Đức Phật cứ hư giữ thì đó là vô minh lậu là si, tức là ngũ lậu. Cho nên những cái mà chúng ta xả hôm nay chúng ta học được xả, tức là đi dục lậu. Cho nên vì vậy mà trong suốt 49 ngày không phải Đức Phật ngồi bất động. Đức Phật đã nhiều lần ngồi tu hơi thở. Trong cái bài kinh đó chúng ta sẽ nghe thấy rất rõ Đức Phật ngồi coi như là ức chế tâm mà trong hơi thở. Đầu với ai lấy dây, lấy cái gì buộc mà siết. Vì vậy mà chúng ta phải biết rằng khi nó thức, khi mà chúng ta thức là do tứ đại chúng ta đã sung mãn tứ niệm xứ, nó không còn buồn ngủ, chứ không phải ép chúng ta đừng cho nó ngủ thì nó sai. Đọc lại cái bài kinh đó thì thầy thấy là hầu hết chúng ta đã hiểu lầm. Thật sự ra chúng ta phải chế ngự thân tâm chúng ta, khi giờ giấc chúng ta tu mà nó buồn ngủ thì chúng ta phải thắng, chứ không phải là chúng ta không cho nó ngủ. Còn cái mà chúng ta không ngủ tự chúng ta làm hại, rồi chúng ta nói nếu mình ngủ là suy. Nhưng mà sự thật mấy con thấy như thầy chân thành là rất có hết suy không? Không có hết. Bởi vì mình đâu có ly dục với áp pháp được, mình đâu có xả tâm được. Cho đến hôm nay thầy mới thấy rằng thầy có trình thầy chuyện qua. Từ cái con viết bài, con viết cái bài thực phẩm bất tịnh, bây giờ con ghi vốn không còn thích nữa. Là tại vì từ cái chỗ, từ cái đống phân mà con giận nó ăn, nó thành thịt, nó người ta sẽ ăn như người ta gián tiếp người ta ăn cái đống phân đó, chứ có gì khác. Từ cái cây nó ăn trên cái đống phân rồi nó ra cái trái, thì chúng ta gián tiếp chúng ta cũng ăn phân chứ có gì. Như vậy là thực phẩm bất tịnh nó có gì đâu. Và vì vậy mà khi con biết như vậy con thấy quá ớn, đúng là chúng ta quân sự bất tịnh mà từ lâu chúng ta không nhận. Mà chính cái đó, cái hiểu đó nó sẽ làm chúng ta đi mà ly. Thì chúng ta ly dục ly ác pháp thì Đức Phật đã nói ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Còn bắt đầu bây giờ mấy con thấy hồi kia này 11 giờ rưỡi, 12 giờ thầy đi xem xét những người thức tu như thế nào. Sự thật ra thì thầy sư Thiện Bảo không dám nằm thầm ngủ mà ngồi. Thầy thấy ngồi mà ngủ gà cái kiểu này thiệt là nó phí uổng. Thức là thức mà ngủ là ngủ, giờ giấc đâu nghiêm chỉnh. Đâu có cái chuyện mà đạo Phật bắt buộc chúng ta phải ngồi như vậy, ép chúng ta như vậy. Trừ ra chúng ta biết rằng cái tâm tánh của chúng ta lười biếng quá, chúng ta phải cố gắng khắc phục nó. Nhưng mà khắc phục trong giờ giấc chúng ta tu, chúng ta phải ép buộc như vậy. Chúng ta làm chúng ta khổ chứ lại. Ngủ mà không dám nằm ngủ mà cứ ngồi vậy, mũi mồng rồi cứ trùm cái y lên, nó cứ nhúc nhích đừng cho nó ngủ. Thì thật ra tu như vậy nó không có tỉnh. Làm gì sai thầy thấy điện bật đèn sáng, hay tới giờ ngủ thì mình tắt đèn khỏi cần, mà nhờ tu bật nó sáng để cho mình tu cho nó tỉnh táo thì như vậy đúng. Cái tu không đúng nó cũng là đưa đến cái sai. Và đồng thời như chúng ta cũng nghe tin tức ở trên thế giới, ở Ấn Độ có một cậu bé 16 tuổi ngồi thiền 6 tháng không ăn uống, đó đâu phải hay.
đạo Phật đâu có dạy chúng ta cái kiểu cách đó đâu. Không ăn chúng ta đọc hết kinh Phật không thấy dạy mà chúng ta ngồi thiền 6-7 tháng không ăn uống. Chứ thật ra ngồi thiền 6-7 tháng không ăn uống điều đó dễ chứ đâu có phải khó đâu. Chúng ta lọt vào tưởng thì chúng ta sẽ ngồi một thời gian dài chúng ta vẫn thấy không ăn uống điều đó là điều rất là dễ. Không khó là chỗ chúng ta ly dục ly ăn quá, khó mà chỗ chúng ta làm chủ sinh già bệnh chết nữa. Chúng ta làm những cái chuyện cái chuyện mà kỳ đặc thần thông phát tác công năng uống ngồi thiền nhập định 7-8 tháng 1 năm 2 năm điều làm cho người ta hao tốn tiền của, bởi vì kỳ lạ cho nên người ta mới bỏ tiền của người ta mướn xe cộ người ta đến chiêm ngưỡng, hoặc là thể hiện thần thông cái chuyện quá khứ vị lai người ta mới tập trung đó làm cái chuyện có lợi ích gì cho ai đâu. Đạo Phật không phải bị chuyện đạo Phật dạy chúng ta ly dục ly ăn để chúng ta được giải thoát chuyển đổi nội nhân của chúng ta. Cho đến khi mà chúng ta làm chủ được 4 sự đau khổ của thân người, của kiếp người, sinh già, đó là mục đích của đạo Phật, chứ không dạy chúng ta làm trò lừa đảo. Chúng ta mê tín thần thông, từ trong thân của chúng ta có nhiều cái thương, có nhiều cái sự việc, có nhiều cái sự việc mà chúng ta không ngờ từ đó nó ngoài sang ra cái thế giới siêu mà. Không biết các con có đọc báo chí của những nhà mà du hành của những nhà mà đi ra ngoài hành tinh, nghe người ta đi ra ngoài hành tinh người ta nghe những cái tiếng kêu, những cái tiếng lạ lùng lắm, họ thực là những người mà đi trên phi thuyền ra ngoài cái hành tinh của chúng ta, họ nghe và họ thấy những cái bóng dáng kỳ lạ lắm. Nhưng mà đâu phải ở trong cái vũ trụ chúng ta có những cái thứ cái loại này, đâu có cái loại đó, mà chính ở trong thân của chúng ta nó lôi xuất ra cái tưởng của chúng ta lôi xuất ra. Trong khi các nhà hành tinh, các nhà du hành hành tinh họ đi ở trên cái phi thuyền của họ, họ ra khỏi cái sức hút của trái đất của chúng ta, họ đi ra ngoài thì từ cái thân của họ đang sống nó lôi xuất ra, nó tiếp nhận cái từ trường ở bên ngoài đó như thế nào thì nó sẽ xuất hiện ra như thế đấy, nó làm cho chúng ta ở trong đó. Người ta nói cái mắt các nhà hành tinh họ thuật lại, họ nghe tiếng chó sủa nữa. Mà làm sao trên không gian mà chó đâu sủa, có phải từ trong tâm của họ đã ghi những cái âm thanh ở dưới thế gian chúng ta tiếng chó sủa rồi, các con thấy như vậy là ở đâu mà mang theo cái âm thanh đó, có phải là từ cái tưởng của chúng ta ở trong này đã quân cái âm thanh ở dưới thế gian đó? Rồi những cái bóng dáng của con người có phải ở dưới thế gian chúng ta có hay là ở trong không gian có? Nếu có thì trên cung trăng cũng có, đã có người. Mà thầy nói rằng trên cung trăng có người thì cái người của nó 8 sừng mà sao? Nó đâu phải giống mình. Bởi vì cái môi trường đó nó khác chứ đâu phải. Con người nó 1 sừng, nó đâu có giống mình đây. Như vậy là họ biết cái con người. Nói chung là cung trăng thì nó không có người, nó là hình chữ chết rồi. Nhưng mà phẩm chừng nó có sự sống thì nó khác chứ nó đâu phải giống chúng ta. Nó thì như vậy chúng ta hiểu là những cái mà chúng ta đang sống ở trong những cái bóng dáng mà ở thế gian chúng ta đã quên. Chúng ta lên đó. Vậy mà các nhà hành tinh cũng không hiểu. Các nhà khoa học về cũng tìm đúng ra tại sao thì ra khỏi cái hành tinh lại có những hiện tượng đó, có phải là cái thế giới siêu hình ở đó không? Còn chứ tu chưa tới nơi chúng ta không biết gì hết, cho nên những cái hiện tượng lạ đó không ngờ là từ trong thân chúng ta lưu xuống chứ không có ở chỗ nào cả. Bây giờ thân ngũ quẩn nó 5 cái quẩn gì đâu, một quẩn. Nhưng mà thầy làm sao thầy nói bây giờ đây, thật sự ra thầy thấy một cái cậu bé mà ngồi thiền 6 tháng không ăn uống, người ta nói tuyệt vời quá trời. Theo đại điện đài báo chí thì đang mỗi ngày có 10.000 người đến chiêm ngưỡng cậu bé. Các con cứ tính cái số tiền mà 10.000 người mà đi xe đó mà đến từ chỗ này đến chỗ kia thì cái tiền có bao nhiêu. Rồi họ đến thì cái công sức của 10.000 người này bỏ trong một ngày đi đó, ví dụ đi, bao nhiêu tiền bạc. Một cái hiện tượng đó nó có cái lợi ích gì đâu mà làm hao tốn người ta đến cái mức độ như vậy. Đó là một cái sai đem mà dẹp. Rồi lại những cái bạn hữu của cái cậu bé đó lại làm cái trò, chứ là làm cái trò che đậy là bằng cách này kia, không có cho ai đến xem, có mục đích là làm cái trò. Thế mà người ta không biết. Cũng như cái giường mà trị bệnh ở bên Long An cũng vậy, đó là cái trò ảo tưởng, cái trò lừa đảo. Thật sự ra thầy nói thiệt ra chính quyền họ cũng không hiểu cho nên họ không dẹp, chớ mà thầy dẹp phát ba cái thứ này, cái thứ không lợi ích, làm hao tốn tiền của đồng bào, nhất là đại địa phương đó rất nhiều, rồi cả bao nhiêu người trên thế giới. Đó là cách thức thầy thấy rất tội, nhưng mà từ lâu thầy cũng được tin đó, nhưng mà vì họ ném cái tài liệu nó vào cái mạng
Rồi Thanh Trí mới in cái tài liệu để đưa thầy. Thầy nói đúng là duyên để thầy trả lời, chứ còn gỡ ai đừng có nói gì hết, thầy trả lời. Mà thầy trả lời thì chắc đụng chạm ba cái ông mà hoài đạo mà tu bậy bạ. Bởi vì đó là cái phương pháp tu thiền bậy bạ, làm hại người ta chứ không làm ích lợi gì. Thầy gọi là mê tín thần thông. Nó là cái gây cái sự mê tín thần thông cho kẻ khác, chứ nó là ích gì? Mục đích của đạo Phật phải hiểu là Đức Phật ra đời là nhằm nói cái sự thật để mà chúng ta được giải thoát, làm chúng ta không còn đau khổ nữa. Cái mục đích của đạo Phật thiết thực như vậy, chứ đâu phải là dạy chúng ta những cái mê tín. Cho nên Đức Phật phát sanh thế giới siêu hình, xác định cho chúng ta đó là những cái loại tưởng tri chứ không phải lý tri đâu. Thế mà chúng ta, cho nên khi mà về đây mấy con học dưới thầy ấy, là học một sự thật, học một sự thật để làm chủ một cái sự khổ đau của chúng ta, một sự thật chứ không có còn cái mê tín mê mờ nào nữa. Ở đây không cúng bái, không cầu khẩn, không tụng niệm, mà chính đi vào cái sự hiểu biết, hiểu biết để chúng ta khắc phục được những nỗi đau khổ trong tâm thần. Chỉ có hiểu biết mới làm chủ được cái sự đau khổ của chúng ta, không hiểu biết thì không bao giờ làm chủ được. Mà hiểu biết không phải chúng ta một mình chúng ta hiểu biết toàn diện được, mà chúng ta phải tiếp tục tích lũy sự hiểu biết đó bằng những cái hiểu biết của Đức Phật, bằng những hiểu biết của xung quanh chúng ta, nói như thật, thấy như thật, để mà chúng ta quân tập lại, tích tập lại cái sự hiểu biết đó, thành ra một cái sự hiểu biết giải thoát. Có những sự hiểu biết không giải thoát, mà có những sự hiểu biết giải thoát. Ở đây mục đích của chúng ta là chánh kiến, là làm chúng ta có sự hiểu biết giải thoát. Sự thật từ khi mà chúng ta hiểu biết được thì chúng ta chế ngự được tâm mình dễ dàng, hàng phục được tâm mình, nhiếp phục được sự đau khổ của mình dễ dàng. Thiếu sự hiểu biết là chúng ta không nhiếp phục, không khắc phục được nó. Bây giờ thầy sẽ trả lời các con, sẽ quý thầy các Phật tử tu tập như thế nào, hỏi thầy kỹ trên vấn đề tu tứ niệm xứ và vấn đề còn học hỏi trên vấn đề định vô lậu. Bởi vì định vô lậu triển khai sự hiểu biết chân chánh, chánh niệm, chánh kiến. Cho nên vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu biết cho rõ cụ thể thực tế của sự học của chúng ta, để giúp chúng ta chế ngự và hàng phục được tâm mình, nhiếp phục được sự khổ đau của bản thân mình. Thưa thầy, con tu tứ niệm xứ mới vô 5 phút đầu, nó tỉnh táo, thấy rõ tứ niệm xứ lắm, nhưng đến khi buồn ngủ đến thì lo đuổi ngủ mà đuổi nó không đi, còn bệnh cảm thọ thì con nhiếp tâm vào hơi thở an tịnh đuổi nó đi khỏe lắm. Vậy cái hôn trầm làm cách nào đuổi, xin thầy từ bi chỉ dạy. Về hôn trầm thì chỉ có đi kinh hành hoặc là động thân, nghĩa là ví dụ như con đi khó khăn thì con ngào lại động thân, đưa tay ra, đưa dài ra, động thân, đừng có cho nó ngủ. Mặc dù lúc bây giờ nó rất khó chứ không phải dễ, nhưng cố gắng động thân để chiến đấu với nó, cho nó hết giờ mình đi ngủ thôi. Sau khi thức dậy thì mình cũng vận động cho thân cơ thể của mình hoạt động một lúc, rồi bắt đầu đó mình thấy tỉnh rồi bắt đầu ngồi lại tu tứ niệm xứ. Khi tu tứ niệm xứ nó không phải ngay liền mà chúng ta thanh thản an lạc vô sự được. Nếu thân không buộc hôn trầm thủy miên thì có niệm này niệm kia, mà không có niệm này niệm kia thì có các cảm thọ. Chừng nào tất cả những chướng ngại pháp đó không còn có nữa gọi là chứng đạt. Bây giờ chúng ta là những người hộ trì chân lý chứ chưa phải là chứng đạt chân lý, cho nên chúng ta đang chiến đấu. Nhưng vì cái phương pháp hay chiến thuật chiến lược để chiến đấu với những cái tâm niệm đó, với những cảm thọ đó, với những trạng thái hôn trầm thì miên đó, chúng ta chưa đầy đủ. Cho nên vì vậy mà bắt đầu hiện giờ chúng ta phải học về định vô lậu, khai triển tri kiến cho được đầy đủ. Chúng ta còn 5 bài học nữa tạm đủ, còn một số nữa mà thầy thấy cái thời gian nếu kéo dài nữa thì mất thời gian nhiều quá, cho nên thầy không kéo dài nữa, nhưng còn 5 bài nữa, 1 bài nữa quán thực phẩm bất tịnh, rồi quán tâm từ, quán tâm bi, quán tâm hỷ, tâm xả, tức là còn 5 bài nữa. Các con gắng viết, và đồng thời mình viết cái khả năng mình triển khai được cái mức độ hiểu biết nào thì ở mức độ đấy thôi, đừng có ráng nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta đã lắng nghe tất cả những bài vở của các vấn đề của mình
người hiểu góc độ này, kẻ hiểu góc độ khác, để giúp chúng ta hiểu. Bên Đại Thừa họ có dạy chúng ta những cái rất là căn bản, rất là căn bản, như cái bộ giới luật mà thường người tu sĩ mà lúc còn nhỏ tuổi mà vào học ở trong các chùa thì gọi là cái bộ tứ phần luật, không phải, nó gọi là bốn cái bộ luật mà bắt cái người tu sĩ phải học. Bốn bộ luật, người tu sĩ nào cũng phải học. Con cái đầu tiên vô dạy chúng ta là sống tỉnh thức trên từng cái hành động, đó là cái bộ tỳ ni, rồi kế đó là cái bộ sa di, tỳ ni sa di, rồi quay ni, nó dạy tới cái quay ni rồi mới tới cảnh sắc. Tỳ ni sa di quay ni cảnh sắc, tức là bốn bộ phải học thuộc lòng, nghĩa là người tu sĩ nào vào cũng phải học bốn cái bộ luật tương hàng đó, nghĩa là vừa học chữ Hán mà vừa học chữ chỉ Việt. Tỳ ni sa di quay ni cảnh sắc, chúng ta học chữ Hán rồi đọc ra chữ Việt, bắt buộc hồi thầy còn nhỏ vào chùa ở thì bắt học thuộc lòng ở đó, với học cái chú trụ đăng nghiêm có nhiêu đó thôi. Mà bây giờ nghiệm lại cái cuốn bốn cuốn lực này nó rất có giá trị đấy, mà chứ không phải là không có giá trị. Các tổ cũng hay lắm, nhất là những cái cuốn cảnh sát, tức là cảnh giác cho mình đó. Cảnh giác cho mình, cho nên cái người nào mà học mà nói nhiều các pháp vô thường đó, thì cảnh giác trong cái sự vô thường thì học cái bộ cảnh sát thì chúng ta thấy rất rõ. Các tổ cũng thấy được cái sự vô thường của thân con người. Còn cái sự mà tỉnh thức hàng ngày như dĩ thủy tẩy vũ, lấy nước rửa mặt, hoặc là đi cầu, hoặc là ăn cơm, đều là hoàn toàn đều là có những cái câu chúng ta đọc để nhắc nhở chúng ta nhớ, để mà chúng ta tỉnh thức rồi phát nguyện cầu cho chúng sanh được như mình. Thì tất cả những cái cuốn tỳ ni đầu tiên vào học thì dạy chúng ta tỉnh thức từng hành động, tức là tâm các tổ cũng có biết được cái sự tỉnh thức đó chứ không phải không, cho nên áp dụng vào những câu mà dĩ thủy ta nhớ cái câu dĩ thủy tẩy thủ đương quyền chúng sanh, lấy nước rửa tay cầu cho chúng sanh, nghĩa là mình muốn rửa tay thì mình phải đọc cái câu đó để cho nhắc mình nhớ. Thì mấy con thấy hồi đó người xưa các tổ dạy mình cũng kỹ lắm, nhưng mà không có dạy áp dụng, dạy học thuộc lòng chơi thôi, nhưng mà biết chứ còn không có áp dụng. Còn bây giờ chúng ta không phải dạy mà áp dụng, cho nên chúng ta tác ý cái câu đó là cũng là những câu tác ý ở trong tỳ ni diệt dụng. Cái câu đầu mà vô dạy chúng ta ở trong cuốn tỳ ni thì thùy miên thùy ngộ đương quyện chúng sanh, nghĩa là mình thức dậy rồi thì mình đừng mở mắt ra thì mình cầu cho chúng sanh trước. Nói thì mấy con thấy dạy mình rất kỹ, ngủ rồi thức dậy rồi bắt đầu mình phải cầu cho chúng sanh, nhắc nhở cái vấn đề mà tu tập, vấn đề này kia. Cho nên cái cuốn đó mà đọc lại thì chúng ta thấy hay. Cho nên ở đây tất cả những cái điều mà chúng ta tu tập ở trong tứ niệm xứ là cái chiến trường mà chúng ta để đánh với giặc sanh tử. Cho nên hiện giờ mấy con ngồi lại, một lúc thì quên, một lúc thì nhớ, một lúc thì niệm này, một lúc niệm khác, nó không bao giờ yên đâu, nó không bao giờ yên. Cho nên vì vậy mà đừng ngại, vì chúng ta tập cho cái gì cho nó cụ thể, thực tế. Cho nên vì vậy còn 5 bài nữa thì mấy con đủ cái tri kiến định vô lậu để sử dụng, để áp dụng được, xả được những cái tâm niệm. Còn về nhiếp tâm và an trú tâm trong một phút, mấy con đủ sức để mà xả các tâm thọ. Về chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành và phát thân hề niệm, mấy con đủ sức để chiến đấu với hôn trầm thủy miên. Mấy con đủ. Vì vậy mà hôm nay mấy con tập cho nó quen dần tất cả các pháp này, để khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta biết cách để mà xả tất cả các chướng ngại pháp, gọi là nhiếp phục tham ưu ở trên đó. Cho nên hiện giờ con muốn làm sao cho hết hôn trầm thì phải tập liền, nếu đi kinh hành được thì mấy con cố gắng bước đi. Nó cũng như thầy chân hành bây giờ đã buồn ngủ đó, buồn ngủ có chứ không phải không, hôn trầm thì miên có, nhưng mà đánh thầy không có gục thầy được đâu. Cho nên thầy biết, cho nên vậy mà thầy đi pháp thân hành niệm. Pháp thân hành niệm thầy chế tác ra áp dụng vào chánh niệm tỉnh giác và một nửa là thân hành niệm, nghĩa là thầy đi
với cái hành động tỉnh giác ở trên cái thân hành, còn cái tác ý rất ít, cho nên nó hai cái hợp lại để thành cái pháp mà trong cái đặc tướng để thầy phá cái buồn ngủ không trần. Còn chúng ta nếu mà ôm được cái pháp nào cũng được, ví dụ như chánh niệm tỉnh giác, thì mấy con cứ đi kinh hành tử luôn để cho nó đậm thân, nó đừng ngủ. Còn nếu mà nó có buồn ngủ quá nữa thì mấy con áp dụng pháp thân hành niệm, tác ý từng hành động, tác ý. Nếu buồn ngủ nhiều quá cả con tác ý lớn, mọi người xung quanh ở gần mà nghe tác ý thì mình cảm thông đến sự khó khăn của người đang phá hôn trầm thiền viên, mình cảm thông. Đừng gì mình có nhiều khi mình trách không mà tu la lớn quá làm cho mình đồng, cho nên cùng cực lắm vì hôn trầm thiền viên mình mới tác ý lớn để nó áp cái âm thanh, nó làm rung động thân. Ví dụ như đương ta ra bị nó bị la như vậy, nó rung cái thân của mình đi. Còn nếu mà mình nói nhỏ nhẹ đưa tay ra, nó không có rung động thân, mà không rung động thân thì nó khó tỉnh đó. Còn mình cả cái âm thanh, cả tiếng nói, nó làm cho rung động thân và cả cái hành động mình đưa tay ra thì ở bên kia đặng rồi. Nhưng mà lúc bây giờ mình đang khổ sở buồn ngủ, mong các bạn thông cảm thông, mong những người xung quanh mình cảm thông cái nỗi khổ của hôn trầm thì nhiên. Nếu không la lớn vậy mấy con không thắng nổi nữa. Cho nên nó nỗi khổ, cái bệnh mà cái đó là cái bệnh ngủ, cái bệnh tham ăn tham ngủ. Chúng ta nó nằm trong cái bệnh tham, nó tham ngủ, cho nên nó đã quen, cũng như mình tham ăn nó quen, cho nên vì vậy mà mình cố gắng mình la cho lớn và đồng thời mình cố gắng mình đưa tay ra, đưa tay vô, mình la cho lớn rồi mình đưa vô, đưa ra cho thẳng. Thì khi buồn ngủ đưa cho thẳng, đưa thì đều muốn chặt tay mình cho nó nhức một cái thì nó phá không được. Cho nên đó là một cái ý chí, cái nghị lực. Chứ lúc bây giờ nó rất là lười biếng, nó không muốn làm gì hết, nó chỉ muốn ngồi nó ngủ thôi. Cho nên phải cố gắng khắc phục. Rồi tới hết giờ tu thì mình đi ngủ, có gì đâu. Và đồng thời sau đó rồi nó sẽ quen, và đồng thời nó sẽ hết. Trong giờ tu mình nó sẽ tỉnh thức được. Cho nên trong cái sự tu tập phải cố gắng nghị lực hết sức mới thắng được. Chứ còn nếu mà không nghị lực mình không thắng nổi được. Mình không thắng được cái ông trầm. Mấy con còn hỏi thì còn tu chánh niệm tỉnh giác thì thầy mới dạy. Thầy, con thấy cái thực phẩm mà mình ăn từ lâu nay dường như nó bị thiếu đi, chứ nó bị nhiều lắm. Đầu tiên thì con thấy hình thiền chỉ, rồi xin thầy dịch bệnh, rồi đến minh thiền, và thầy cũng hai lần xin dịch bệnh, và thầy đến con không thương xin vậy, rồi con cũng xin thầy rồi mua mấy viên để một con uống cũng một ngày có bớt được một nhiêu thì là bớt có khoảng 15%. Thì con bắt tay để nào ra mấy con ngồi xuống thì giải quyết gì vấn đề ăn uống. Anh vừa rồi á thì ở bên nữ á họ tập trung, họ nói nào là ăn đĩa chải này kia, thì bây giờ cái gì mình ăn được thì mình bỏ chứ có cái gì đâu. Người ta đã có công, người ta nấu cho mình ăn, mình có cực khổ gì đâu. Cái gì mình cứ người ta cúng dường cái gì mình ăn. Ngày xưa Đức Phật đi xin ăn có nói không, cái này tôi ăn không được, cái này tôi ỉa chải thôi, đừng có cho thế. Còn bây giờ người ta nấu ăn, người ta đem đến tặng mình. Thật sự thầy nói thật sự, thầy không bao giờ muốn ở trong chùa nấu ăn. Cái mục đích của thầy là bao giờ muốn sống cái hạnh của thầy là sống đi xin, ai nấu hoài làm gì làm biết, cứ cho thầy ăn là thầy khỏe re. Mà cái gì thầy ăn được thầy ăn, mà ăn được thầy bỏ. Thầy nhận cái lòng của họ, nhưng mà cái đạo thầy không ăn. Các con hiểu không? Chứ thầy không làm reo đấu tranh mà đòi hỏi. Bởi vì chúng ta đi xin mà, chúng ta con người đi xin chứ không có đòi hỏi được. Mai là người ta cho chứ không khéo đâu. Mình đi từ nhà này đó, thầy nói có một lần thầy xuống với An Giang thầy đi xin, thầy xuống với chợ mới thầy đi xin. Thầy đi xin, thầy đi trong xóm nè. Họ cho thầy cơm không có cho hột muối nữa. Bị đi trong xóm mà mấy không. Còn ra chợ họ không có cho cơm, họ cho bánh mì, họ cho xôi, họ cho có thứ đó không à. Thì ở tỉnh xá đó, thì người ta về đó, người ta đi xin, người ta về rồi người ta phân ra, người ta chia. Còn thầy á, thì đi xin như kiểu đó thì đâu có tỉnh xá đâu, về có gì ăn. Cho nên không có nói rằng phải cho nó nước tương, này kia không có xin, mày cứ làm thinh đó, lo gì mà mang về ăn, miễn sống thôi. Cho nên cái mục đích chúng ta tu để sống, do đó chúng ta mới thấy cái tâm của chúng ta.
mới thấy do như vậy mà chúng ta cố gắng xả tâm như vậy mới thật tốt. Có đi sinh, có khất thực rồi mới giết được. Thầy một thời gian thầy sống ở thành phố, các con biết không, thầy đến sinh họ cho cải cho này kia, họ chất một đống cào đất đi xin cơm ăn con bữa, mà họ cho một đống cải, nào là cải tươi, nào là cải muối, đủ loại cải thôi. Đi vô cái chợ bán cải mà họ cho đâu có gì cho cải. Thầy nói thôi thầy xin cái gì thầy ăn được liền. Nó thầy ở chùa nào? Thầy nói thầy ở chùa Giác Ngộ. Nó thôi được thầy cứ về để tụi con kéo tới một xe rồi. Thầy đi xin nhiều lắm mấy con. Còn bánh mì thầy đi xin ngang qua cái tiệm bánh mì, nó chạy ra nó chắp tay xin thầy cho con cúng dường. Tưởng nó cúng mình nọ, nó làm một bao. Rồi thầy nói thầy không có xin như vậy, thầy xin chừng đủ thầy ăn thôi. Thầy ở chùa nào? Không lẽ có mình thầy? Các con thấy. Rồi thằng nói cái chỗ ở rồi nó đi xe chở tới chùa. Ở thành phố nó vậy. Cho nên nó cho có thứ là nó cho có bánh mì không. Mình về mà ăn thấy, ăn mà nắm cái mò đi chứ đâu vậy. Tại cái cơ thể của mình không phải cơ thể của Tây Phương, nhưng mình ăn bánh mì cũng được. Cho nên thầy nói thật sự trong cuộc đời mà tu sĩ đã là đi theo Phật Pháp rồi thì chấp nhận mọi cái sự cuộc nó không có đơn giản. Chính chỗ đó là cái chỗ dễ thôi. Người nào mà sống được cái hàm phận này đó. Cho nên mấy con thấy mấy con đau là do nghiệp chứ không phải do ăn đâu. Thầy nói thật do nghiệp. Tại sao mọi người ta ăn không đau mà mình đã ăn? Chứ phải chi mình đau hết. Chắc bà này nấu ăn bỏ thuốc độc rồi. Có phải không mấy con? Tại sao mình đau mà xung quanh những người khác không đau? Bữa cô mấy cô nữ cũng vậy, tập trung cũng họp đông lắm, nói về ăn uống. Thầy nói đi muốn xuống bếp nấu phải không? Bây giờ người ta đem đến người ta dưng tận chỗ mình ăn mà mình không chịu ăn, mình còn đòi hỏi. Tại sao bên nữ ăn vô tiêu chảy mà bên nam người ta có ai đi cầu không? Chỉ có mấy cô à. Như vậy là cái món ăn đó làm riêng cho mấy cô phải không? Người ta cũng đem chung, người nào cũng y như nhau, có người nào khác ở đâu. Mà tại sao bên nam người ta in re tốt, người ta tu, người ta không có đi cầu đi kìa. Còn mấy cô đi cầu đã bụng đổ hết ráo. Bộ mấy cô ăn cái gì á? Nên thầy nói thật sự là nhiều khi làm những cái cuộc đấu tranh chống như vậy để làm gì, có lợi ích gì? Thầy đuổi ra khỏi tu viện thầy. Thầy không chấp nhận cái vấn đề đó. Mình người ta cúng dường mình nhận hết. Này là cúng dường. Mấy cô biết sao? Không ăn rồi bỏ đó. Kiểu cách mà đấu tranh. Đấu tranh mai mốt Phật tử không cúng dường nữa, cho mấy người xuống bếp mà nấu, cho biết cái thân mà nấu bếp. Đừng có tưởng đâu có được, đâu có sung sướng nào. Ở đây có cố của Đài Thọ, chứ ở các chùa khác thầy đuổi mấy cô đó ra khỏi, không có nấu nướng ở trong chùa đâu. Ở ngoài Phật tử là cho gì mình ăn cái nấy để mà sống. Mình có làm gì đâu, có lợi ích gì cho ai nữa. Chỉ tu có lợi ích cho mình thôi. Mà tu mà còn ăn cái này ăn cái kia như vậy đó, là tu cái gì có xả, có xứng đáng. Cái gì mình ăn được mình ăn, cái gì ăn không được thì thôi. Chứ không có ai ép mình hết. Mình cứ mang về hết mình trong thân của mình. Sự thật mình tu là phải vậy đấy. Đừng có đòi hỏi gì hết. Nghĩa là người ta cho cái gì mà tức là cái sự giải thoát ngay từ đó. Còn đau bệnh là bản thân nghiệp. Nghĩa là xung quanh hết người nào cũng ăn mà đau có chứng thì chắc chắn là cái người này nấu có gì rồi. Có phải không mấy con? Bởi vì bụng dạ ai cũng vậy chứ. Còn tại sao mình đi cầu người khác hoặc là mình bị đau bệnh thì đừng có đổ thừa cái đồ ăn. Chừng nào mà mấy con thấy thầy mà ăn mà thầy cứ chảy á, rồi thầy hỏi mấy con có người nào tiêu chảy hết đó, như vậy được. Chứ một mình thầy tiêu chảy chắc là tự nay trở gió thầy tiêu chảy, chứ mấy con không có thì chắc là thầy bị trở gió. Cho nên cái mình phải suy luận cho đúng, cái suy nghĩ cho đúng. Có nên mình suy nghĩ không đúng thì trái lại thì mình lại chạy theo cái ăn uống. Ví dụ như mình ăn quen có rau cải, như bữa nay không có rau cải rồi ăn cũng được, muốn đòi hỏi thì rau cải. Chứ thật mình cứ tập quen đi. Cái chỗ mà không rau cải người ta ăn thịt không, không có gì hết thì ta cũng ráng mà nuốt chứ. Còn mình có rau cải mình ăn quen rồi cái mình cũng đòi hỏi. Chứ thật ra tất cả những cái này đều là chạy cho cái gì. Rồi mình cứ nghĩ theo lời nói nghĩ rằng mình phải ăn có đủ chất cái này kia nọ. Chứ thật ra cái cơ thể chúng ta nó tự biết nó tự bào chế. Con thấy như bây giờ ví dụ như chẳng hạn con bò ăn cỏ, con bao giờ chứ dầu chứ mỡ trong đó không? Có phải không mấy con thấy con heo nó ăn cám, nó có bao giờ nó ăn dầu mỡ không? Mà nó cũng có dầu mỡ thôi, bụng nó cũng quá nhiều chứ
cho nên tự nó chế ra, nó ăn cái đó nó chế. Mình ăn cơm, ăn gạo, ăn này kia đều là mình ăn được từ cơ thể mình chế ra. Bữa đó mình ăn mình thấy ăn ngon, ăn ngon thì tự nó chế ra đủ đường này kia, được trong đó có đủ, không có gì đâu. Cứ mình ăn bình thường. Khi mình hiểu đúng thân mình có bệnh đau là do cái nghiệp của mình, chứ không có gì hết. Còn khi nào mình ăn trúng một cái chất độc, trúng một chất độc thì người khác cũng đều bị độc như mình, thì cái đó là cái món ăn độc. Còn khi mà ăn không có gì hết thì thôi. Cho nên ở đây chúng ta dùng trí tuệ chúng ta sáng suốt. Mình là người đi sinh, không có đòi hỏi gì hết. Người ta cho gì ăn nắng, ai làm gì. Sự thật ra thì cái người Phật tử họ cúng dường, họ muốn mình ăn cho được để họ được phước, chứ không phải nọ. Còn cái người mà họ nhận để mà làm nấu ăn mà họ cũng cực lắm các con. Nhưng mà vì họ cái cuộc sống họ làm để sống, họ có lời là họ làm, thì chúng ta thấy cái cuộc sống là như vậy. Họ cũng không muốn hại mình đâu. Sự thật là họ nấu ăn họ muốn làm sao họ có cái mối hàng mà nấu ăn hoài. Chứ còn nếu mà ăn nấu ăn mà ý chải chi chả ra hoặc bệnh đau này, riết cái tiệm này chắc đóng cửa có ai dám đến ăn đâu, có phải không? Cho nên vì vậy chúng ta hiểu thông cảm cho mọi người. Bây giờ nội trong tu viện của chúng ta, kẻ ăn dày người ăn khác, nói điên đầu cái tiệm nó cũng không biết sao nóng được, nó khó lắm. Thế từ đó con có ý kiến về cái chỗ về vấn đề ăn uống thì con không muốn đề cập cái chuyện này, nhưng mà bây giờ thì con đã cũng có nói về cái vấn đề này, thì con muốn có một ý kiến thì chắc trở lời giải thích cho ý nhất của mọi người. Cái này không có nói được, tức là từ khi mà bắt đầu và tổ chức về cái đời sống tu tập như hiện nay thì rồi sau đó thì được ngoài kia chứ không có đi xuất Phật trong lành nữa. Một trong một hai cái ngày đầu đó, trong những ngày đầu đó thì cô Út tôi cũng có để những cái đồ ăn ở trong kia, nhưng mà sau đó thì tôi lão nói là tất cả những cái đồ ăn nó không được lấy, tại vì giờ tôi có được một chỗ chứ không được lấy hai chỗ. Thì sau đó công ty không có để nữa và cũng không có để không phối mấy chỗ nữa. Rồi bây giờ thì cô Út thì cũng để ngoài kia, nhưng mà cái lời của trưởng lão nói thì chỉ có một lần thôi chứ không thể nào nói là lần thứ hai được, tức là không được lấy bất cứ cái gì của cô Út của cô đệ. Tức là trưởng lão có một ý là để cho cô Út cũng không có lo về vấn đề mà nấu nướng gì hết trơn, trưởng lão để cô có một cái thời gian để đổ được trưởng lão hướng dẫn cho cô tu tập. Bây giờ cô Út đi làm từ ngày xuống kia thì cô không có một cái thời gian để mà tu tập, cho nên bây giờ để đó, tức là mình không lấy những cái đồ gì của để đó, tức là mình thương cổ chứ không phải là mình ghét cổ đâu. Nhưng mà mọi người không có hiểu một cái đi ra đó tập trung chỗ đó lấy, thì lấy những cái đồ ăn nó thì cổ có điều kiện để mình có nấu nướng, cổ đi chợ, cổ mua sắm này cái kia nữa. Cho nên là con thấy hồ như là cũng dễ vô lấy hết trơn. Tại sao là cứ thư hỏi về vấn đề ăn uống, ví dụ như sư cuối cùng em cứ tự hỏi là tại cái lần lấy những cái đồ ăn đó hay không, mà tự nói những thứ mà không được lấy, mà tại sao mà tôi vẫn tự hỏi về những chuyện đó. Mà tôi thấy phần đông tất cả con người ta cũng như thế đó đấy. Nhưng con thì từ khi mà bắt đầu cố không muốn phân phối thì con không lấy, mà sau này ra là con không lấy. Con chỉ có lấy hai bữa rau thôi, mà sau đó thì nhiều mình đã quyết định mình không có lấy. Con có cái ý trên này xíu rồi. Con thấy cái đồ mà cố cụ đẻ là đó là thường thường là rau với lại dưa, là cái của người ta cũng dường như cũng phải khổ nấu. Mà con có cái phạm là mấy lần là con bị kiết á, nên đi cầu nó hơi bón, là con phải lấy ít dưa với rau cải á. Thì con xin cái mối gì đó là từ sau không lấy nữa. Thì cô có ý kiến này thì là tôi nói gì hết ý cô. Tại vì nó có một cái niệm này thì nó chỉ giống tới một cái niệm khác, một cái hành động này nó chỉ giống tới những hành động khác. Ví dụ như bây giờ mình ra mình lấy thì sẽ dẫn cổ đi tiếp tục đi sâu vào trong cái hành động, sẽ tìm mọi cách để mà tổ chức lại nấu nướng. Mà cổ đã tổ chức ra nấu nướng thì sẽ có người liên kết với cổ, chứ nó không phải đơn giản. Có từ một cái niệm này nó chỉ giống tới những cái niệm khác nữa.
đó là một hình thức của tổ chức kia, nhưng tự đảo là không muốn làm như vậy. Cái đúng hơn là đó là một cái hình thức là của những lọc viên là một lớn ở trong này. Đó là một cái ý nghĩa sai lầm của lúc mà tôi cũng không hiểu được cái gì mà là có muốn là tự dẹp hết, là muốn là tự dẹp hết đi để trường đạo hướng dẫn của tôi tập. Cái đó là phi chính. Nhưng mà có nhiều người vẫn muốn liên kết với tôi để dựng lên cái nhà đó là còn hiểu vấn đề ở trong này không. Nhưng mà là cổ tôi riêng sẽ cố để đó. Còn mọi ý kiến là người đó. Thì lập nhân cả con tên cô có đưa ra một cửa hồi đâu đưa lên để vụ như thế nữa thì cả con đâu thì để cả cả con có như mình chứ. À, thật sự ra thì thầy cái ý của thầy thì như chân niệm đã nói thì đúng đó, thầy không muốn bao giờ có hai cái chỗ cái nhảy. Thì chỉ muốn tập trung vào cái chỗ mà chúng ta đứng là thuần đi thất thực. Phật tử ở đâu người ta cúng dường, chứ mình không muốn ở trong cái chùa có cái chuyện biết như vậy. Thầy đó là cái ý muốn của thầy. Nhưng mà vì mà thầy muốn tùy thuận cho nó yên ổn ở trong chùa, cho nên vì vậy mà mấy con lấy thì thầy cũng lấy đó là tùy thuận thôi. Nhưng mà lần lượt á, thì từ cái chỗ mà nó đi đến cái chỗ mà từ cái đơn giản đó nó cũng đi đến cái chỗ khác, nhưng mà chắc không qua mắt được này. Cho nên thầy dập ngay bên nữ liền tức khắc, thầy không có để mà cái tập trung mà để mà tạo thành cái nhà bếp thứ hai đó. Cho nên bắt đầu ở bên nữ họ nói nào là đau bụng, nào là nhức đầu, nào này kia rồi ăn uống rồi đó này kia rồi đó. Thì dập liền thầy nói thầy không có cho mà phát triển cái lớn này. Cho nên vấn đề mà của Út mà thêm rau cải thì thật sự ra thì cũng có một cái người mà cúng dường cũng có, cô Út thì cũng mua cũng được, nhưng mà mấy con nhận lấy những cái rau cải thôi. Chứ mà sự thật thầy biết đó là cũng là cái mầm nó sẽ sinh ra cái nhà bếp thứ hai, thầy không hiểu đấy. Nhưng mà không thể qua mắt được thầy. Nếu là có cái gì là thầy dập cái nấy hết, thầy không có để. Thầy nói nếu mà cái thầy đã tuyên bố mà cái lớp này mà nỗ lực tu đúng theo cái sự hướng dẫn của thầy, chứ mà sai một chút mà bất kỳ người nào thầy cũng đuổi ra khỏi tu viện, thầy không có cần thiết. Cho nên vì vậy mà thầy dập rồi, người nào cũng như về vấn đề như bài vở của Nguyễn Thanh, nó có cái trình độ Phật học chứ không phải không, nó có cái kiến thức đọc rất nhiều sách chứ không phải không. Trong khi chúng ta chưa có cái thời giờ mà để đọc một cái sách vở đó, cũng chưa có đủ cái dịp mà để đọc, và cũng chưa có cái thời gian mà chúng ta học Phật học mà căn bản ở trong các chùa. Thì lúc bây giờ nó viết ra, thầy thấy cái này cũng là những cái điều mà cần phải học hỏi. Thế mà có nhiều người lại không có chịu học hỏi, thậm chí như có người không cần nghe, không cần nữa, ở thất mà tu cho im thôi, cũng như Thiện Thảo mà bài viết của Thiện Thảo còn thấy có ra gì không, coi như là một người dốt chứ cũng chưa biết gì Phật pháp hết, chỉ là vô chùa ở tụng niệm cúng bái vậy thôi chứ có biết gì hơn. Thật sự là ra thì cái hiểu biết của Thiện Thảo quá cạn cợt, khi mà biết cái bài thì thấy chưa đủ cái trình độ tri kiến để mà nghe. Ở đây mình mới có học cái lớp tri kiến để mà hiểu biết cái chánh kiến mà thôi. Thì các con cũng biết rằng khi cái chánh kiến của mình hiểu đúng, nhưng mà bên nữ họ lấy như thế này, họ nói những cái hành động của Uyên Thâm chưa có xứng đáng, chưa có xứng đáng để cho họ học hỏi. Sự thật ha, trong huynh đệ mà thầy nói có người hay cái chỗ này mà có người dở chỗ khác, bây giờ chúng ta khoan nói về cái hạnh nào. Nhưng mà tới chúng ta mới có học lớp chánh kiến chứ chúng ta chưa có học lớp chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng. Nếu mà học tới cái chánh nghiệp tức là cái hành động đi đứng nằm ngồi nói đến của chúng ta, tất cả những hành động đó, thì làm sao còn có những hành động mà lúc chấp đó nữa. Bởi vì cái lớp người ta đào tạo mà, còn cái này đào tạo trong cái lớp đào tạo chánh kiến, làm cho mình có cái sự hiểu như thật. Trong khi tất cả những cái điều hiểu như thật, đúng như thật như vậy mà mình không chịu học, mình cho đó là mình không có học với những cái người như vậy. Như vậy là mình mang cái ngã cho mình chứ gì. Vậy thì mình đến đây để mình xả ngã, mình ly dục để ác pháp, mình không có chịu học hỏi. Như vậy mình biết gì? Không lẽ bây giờ chỉ có thầy soạn thảo những bài vở này kia ra thì mấy con mới chịu học, còn những người khác
Vậy mấy con biết cái hay của người khác, mình nên thu thập để cho mình hiểu, đợi cho thầy sạn thảo mấy con mới chịu học. Như vậy là mấy con học với chỗ nào? Học cái ngã, học với thầy thì tin tưởng, mà học với người khác người ta hay không chịu thu thập. Cái dở của người khác thì mình đừng có thu thập cái dở của họ, mà lấy cái dở của họ làm cái nơi để cho mình biết đây là cái dở mình tránh, mà học cái hay của mình. Trong vấn đề các con có người hay cái này, có người hay cái khác, chứ đâu phải là dở hết đâu. Con người chúng ta người nào cũng vậy, cho nên cái sự học của chúng ta nó phải như vậy. Cái này nó đủ thứ chuyện hết mấy con.